sáng thì bán đất bán mua trăm sáu mấy sáu mấy bán trăm ba đổ ba mấy tỷ. Hơn Trần tuyên bố gì trước mà không bán khô rồi Hơn Trần nhảy vô bán khô gắng chịu á nha. Anh làm sao anh khuyên vợ anh lại. Khuyên gì tao nói nó giống như đổ bị dịch cho phiên luôn. Thôi vậy. Bỏ mình. Mà đi máy cấp tốt tôi quy đưa đây thì dùm dài trước. Dinh đi. Ờ đưa máy cấp tốt này. Đủ máy mày đâu ra đó bảo mua máy tốt gì. Trái rồi. Ôi chứ chẳng đâu có hùng hú hùng hùng một cái quần què gì đâu ra đây đâu mà sao biết còn gì là chẳng ta. Tao kia biết nội rồi mà. Trời ơi chứ anh tức nguyễn đang gậu mình chứ cứ nói gì hoài chứ ơi mình phải động lực trong lúc này gì chứ là một cái gọi là một cái bờ vai trên tức nguyễn ấy chứ phải làm động lực chẳng không chẳng vai anh mà làm cũng được. Tụi bay chắc nó đi xuống cái cơ quay người ta thì tao đang đau đầu quá đụng má tao đang rối loạn tiền đình quá đụng mất chiếc đầu quá. Kéo nhau tụi bây giờ mình xuống tay lên đây Tinh cho nó nghỉ rồi. Nếu đâu cho quay đâu giờ mình ra con công viên đi. Công viên cái vui lắm chứ mát chăn thanh gió mát rồi. Công viên lúc nào ra đó giờ nghe nói ngoài. Vừa qua cậu tôi hướng ngoài đi em đi về đó. Đi về đổ cậu đó rồi. Có cà phê đó rồi. Đúng rồi cái tối đó tối mùi luôn chứ. Có mùi luôn chẳng làm gì mà ăn được á. Có bạn phải cỏ cao giúp cũng làm gì làm luôn. Đi nói chơi đi. Thôi chăn thanh gió mát luôn. Xoay quần sở màu khô đó chứ không thích đi lên xe vậy chứ thích đi đường đường này đi bộ à thì có thể là mình muốn là thiết bị bán không rồi thích về thấy nhiều lại cho nhiều người bán nha họ chịu nguyện cái rồi nó lấy 10 ký là nhiêu tiền vậy trời ơi hàng chưa đi rồi mẹ tính tiền lời dạ tiền lời gì chưa có lại nói nghe có lại mẹ hàng chưa đi mẹ đâu tính tiền lời nè anh bảo tôi tính trước đi bây giờ rồi trời ơi trời ơi cúi đầu lại mẹ nè bây giờ này nó cộng có bao nhiêu tiền xe chưa hàng chưa có tiền vợ nó bình đông này kia còn mua đấu giá ba sĩ thôi biến mẹ mà đi con em với nó tin tao bán lại cái quê trời ơi mẹ ơi đi mẹ cứ tiền hoài vậy đủ mẹ mày tắm gì tiền mà ngu quá vậy. Về là bán được rồi. Nói chung hẹn về là chốt lại trước đó. Ý là nhập 5 ký là phải đưa tiền chứ 5 ký tiền lời. Trời ơi mẹ. Trời ơi 2 ký 4 ký của bà Bảy mẹ đúng là mẹ thiên hạ được chứ. Trời ơi dậu đem về cho chị đó. Mẹ thiên hạ là má thiên nhiên luôn á. Trời ơi mọi người thấy ngộ ghê không. Hàng nhập về chưa được biết bán không bán hết tiền lời trước đi. Trời ơi dậu cũng giám đốc thùng con. Trời ơi dậu giám đốc mặt gió giám lộn đó chị gọi không kêu rồi giờ đó kéo xuống đi để cái chồng ta ngồi đây đi tiền quá số này ta trên đây cho anh ta không về đây nắng chưa lát dạo lên về cho chị á chị sùng lông luôn rồi nhập cho con á mà dạo về đó dạo ta quay lại nó về nó tiêu năm bịch lạc tưởng bỏ vô đây ừ trời ơi em nghe không quyền nắng em nghe không quyền đừng có bán bà Bảy có vừa cho lấy một ký thôi quyền đừng có bán gì mà chết mẹ quá. Nói chung á, chị bán thì chết á, thì chị phải nói là chị hỗ trợ bao nhiêu lâu thôi chứ nhiều khi chị cứ nói chị bán lấy cái thôi nha quyền. Chị chức sẽ đi lại đúng không? Chứ hạn cho nó là chị phải hỗ trợ chị chức được 15 ngày trong 10 ngày. Sau này cho chức tự bán, bà tự bán sao được? Tự bơi. Có nghĩa là bây giờ một bán hai là nghỉ luôn. Không có ai hỗ trợ bãi cho bệnh viện. Anh hỗ trợ ai vào đây ai tới tao mày bán con mực chứ không chị lộn không có cuộc sống gì quyền nữa đừng có đánh bài nó phù tao có muốn tiền là mình bán mực lộn anh thả thường luôn chứ đúng không thua hoài nó dài thì cũng có thời gian 10 cái trứng trừ tiền cứ hằng nào đánh bài mua 10 cái trứng trừ tiền cái chất buôn bán này nó mới tiêu chất nhanh nhạy lắm mà chứ phải là không biết gì đâu thấy người ta đặt được cũng giao thì kia mà có tiền có bảo sao vậy có tiền không có hơn nào không có gì hết ba tập ba sách ra còn khô cá rồi kia nó đông đặt cái này nó kia bá giao sao bây giờ ôi giao thử lẻo à tại vì tôi đâu quá là chị hỗ trợ em đã biết rồi là chị còn cuộc sống chị nữa cái này nó nhiều lắm chị không thể là làm hết được đâu thì anh ơi em chức đã nói rồi chứ bán 14 tết chức nghỉ rồi theo như quyền bán mà thôi bây giờ nói là mọi người chửi nữa giờ cái gì đang quá độ tiền đó
nói bạn họ đi chữa ra đi xuống công viên đi, đi xuống công viên chơi. Ở dưới công viên bà chuyện ác, bây giờ cái này bà chuyện ác được đâu? Bà chuyện ác. Thôi giờ mọi người bà xuống dưới công viên bà chuyện ác. Xuống công viên đi, xuống công viên mày. Cái cập nhật tình hình là buôn bán rồi, cho mọi người coi nha. Đi hạ thì chứ. Không hết rồi, đi hạ luôn chứ mấy con rồi đâu công viên. Đây. Ủa hả mày? Chạy công viên hậu, ai biết công viên hậu. Công viên á là công ty nó đi lại. Công viên kia có đi xe mới được. Chỗ đó người ta không có cho xe. Ai dưới ngồi chơi vô bà, chở bà. Thôi, đi xe, đi xe, sẵn rồi đi về luôn. Không. Lại vậy. Ở đây đi, hỏi chi. Giờ xuống dưới bà chuyện ác đi. Chịnh cầm coi chịnh lấy đồ chồng ta dính dân. Lấy rồi đã thấy bả trong phòng muốn trước đi ra đó. Bả thích đồ bả về đi. Rồi đi. Dạ sao? Tự nhiên nó ngồi ở đây nha. Không ai đi chưa? Đi. Đi ra đây đi, mẹo vô đó chi. Chúng đi uống cà phê mình đi, có ai đi đâu. Đây chứ con thích đi chứ coi, dưới bàn chuyện ác chứ coi. Ở đâu? Đi đây nè, xuống con làm clip cho. Con làm cho 2 clip. Dù là cặp việc buôn bán gì chứ, có giải thể hay không. Ngồi ngồi nữa rồi, cái bia nó hợp, cái mặt nó té luôn ra. Ở dưới là chết, đừng ngồi lên bia. Ngồi lên, uống bánh đàn màu xỉn quá. Mới gì nữa, cái đất của bà. Đi ra đi tầm. Thôi vô quyền đi xuống dưới đi cho tôi Nguyễn ngủ đi. Đi trời mệt ngủ đi để tính tiền trả nợ con má. Vợ mình nói chán lắm, vòng vòng mình mới biết phát độ đông. Vậy cho mấy chăn có bệnh đúng không? Hai đứa con gái không cho tiền hả? Lên bảo hiền. Bảo hiền mà bà nói chùa ở đây. Rồi đi xuống đi. Thôi ăn lẩu đi chứ mình. Trời ơi, nó ngon quá. Dạ, dạ. Sáng sáng thì sáng. Chậm thì đi mua mấy. Sáng thì 6 rưỡi em đi làm rồi, em đi rồi. Sáng rồi sáng đi Bình Dương. Hai cha con em nói chuyện nhỏ nhỏ thôi, đừng quay lên, không nghe kỹ quá. Như đầu quá, ngân hàng mà nó làm gì hoài là em hết ăn Tết. Vô tức xuống uống cà phê đó đây, để em với ba em nhậu. Đi đi hơn Trần ơi. Dạ, dẫn đi chưa đẩy được thôi mày đi mẹ. Đón cầm máy quá. Đúng luôn rồi. Dạ dạ. Đúng là chiên khô của anh Hưng lên ăn được rồi đó. Dạ. Anh chưa bán mà kêu chiên lên ăn không? Anh mua khô đúng không? Anh có mua ăn thử mà. Anh mua hạt sữa. Này của Bảo. Của Bảo. Còn nữa. Khô cái đồ, khô cái dưới là của anh Bảo. Hạt sữa mơ. Chiên lên vậy. Dạ. Chiên lên làm vài lon đi thôi ơi. Đậu quá, suy nghĩ đậu quá. Anh uống đậu xuống đi. Anh uống thuốc tăng lực vô anh. Mấy cái này cần hỗ trợ lắm nè. Giờ làm ăn này rồi, giờ anh đổi phong thủy ra anh. Đổi gì sáng đi bán đất bán. Mua 160 mấy, 6 mấy bán 130. Đổ 3 mấy tỷ. Mà còn bán được đâu cũng trả, nó trả bỏ cái. Rớt bất động sản rớt giá quá trời. Nước lao nước thơm, sẵn nước thơm ngoài đó nha. Thơ cắt miếng bự bự đó, thơ đừng cắt cái ấy lấy cái chảo nhỏ chiên nó không có bị rã khô. Khô đó của anh á thơ. Của Bảo má ơi, bữa hổm ta mua rồi má ơi. Bữa mua hai con á, ăn con. Đúng rồi, bữa anh còn con à. Ôi, nâng chân. Mới nhập hàng vô chưa lấy lại đó. Chưa gì, hiểu lầm không anh? Đó. Nên anh không có kiểm sắc mạng. Dẫn đi chơi đẩy thì không dẫn. Ăn xong phải nói là chết ăn xong rồi ra chứ không lấy con khác nữa. Tưởng cứu anh bảo còn, đẩy luôn. Bữa ăn nửa ký khô gì? Lạc sữa của con Trần còn nửa ký nữa mà. Trần mua 300 đồng. Bây giờ làm vài lon á, đúng rồi. Vài lon cho bớt xả két đi, nhức đầu quá. Có mà chân đi rồi, cái nhà nó yên lặng, nó khỏe gì đâu trời.
có cái miệng mãi giống như cái lo phát thanh vậy. Anh chọc cho bà la chứ ai. Nhiều khi về nhà tôi nhức đầu luôn á trời. Bó đang lúc nào cũng chốt đơn từ trước nha. Cắn miếng bự bự á. Trời cắn miếng bự bự mới chịu má ơi. Đau lòng. Mình chi mình cái chở gắt quá mình từ từ mình chở. Tại khô mình khô tươi á, mình cắn miếng bự bự á, chở nó không có bị rớt. Nó nhỏ. Nó bị dụng ra. Sẵn qua cái clip này Hân Trần tuyên bố gì trước mà bán khô rồi Hân Trần nhảy vô bán khô gán chịu á nha. Anh làm sao anh khuyên vợ anh lại. Khuyên gì tao nói nó giống như mức độ bị dịch cho phi cái lùm tòe. Nói chung là phải chịu được. Hân Trần làm có ông Trần làm để họ hồng luôn. Ok đó, đi chừng. Ai trả lương thì em làm. Đó đi chừng. Không cần quảng cáo đi kỳ quyền xuất đơn. Bây giờ nè, nói làm không, tao không tin, tao nói mình cắn, nhắc, giết gì đây, nói mẹ làm trả lương đi. Anh trả lương em nhiêu, ok, em làm bình thường. Không ai nói gì em á, cũng ai thì mẹ anh đó. Chừng nào mà bà chức bà tuyên bố một câu mà không bán khô nữa thì Hân Trần mới tuyên bố được á. Chứ giờ cái gì nó cũng phải có trước có sau em hiểu không? Rồi Hân Trần trả lương cho em nha. Ok. Rồi ok, thì okay. Làm ăn là phải có người được cái này được kia chứ không ấy giống như chức muốn ôm vô hết mình đâu. Chứ để đó em mà ăn bớt không rồi đó chị thiên hạ rồi cắn tiền cắn bạc là phải. Ai làm trả lương là em làm rồi, chứ bây giờ em đang thất nghiệp. Ok. Ok. Có cái gì nó cũng có giai đoạn nha, giai đoạn này qua cái giai đoạn khác tới rồi. Nói chung là cũng là chức cắt là bên đây là nghỉ vô để bán cho tiếp tục để cho những cái mối giữ lại mối hết. Giờ giai đoạn khô, vài bữa giai đoạn khác. Thì mình phát triển hơn nữa mà, mình phát triển ra khô bò, khô mực, khô gì đủ thứ đó đó. Bán lộn giặt luôn á. Là phải bài luôn, tùm lum chứ. Chính xác. Đây, cái này là mình bán là mình bán thì cái tự nhiên mình đặt logo rồi đó nha anh Hân. Ok. Đặt logo rồi đó. Để tên gì? Bà chức cái gì? Bà chức vlog. Bà chức bình thường. Vì chức bán khô. Trên gói khô lần sau quý vị mua thì sẽ có cái tên là vị chức bán khô nha quý vị. Đặt logo rồi thì vài ngày nữa logo về thì trên mỗi cái sản phẩm thì sẽ có cái logo của vị chức bán khô. Mong mọi người ủng hộ cho vị chức. Nếu mà vị chức không bán nữa thì Hân Trần sẽ tiếp tục cái con đường mưu sinh buôn bán. Chứ gầy dựng một cái chuyện làm ăn không phải đơn giản đâu. Và cũng là tâm huyết của Hân Trần để giúp gì chất. Mà gì chất không chịu thì Hân Trần cũng phải tiếp tục cái buôn bán tiếp. Để khách ai yêu thương thì ủng hộ. Và cũng cảm ơn tất cả mọi người ủng hộ gì chất trong thời gian qua luôn. Ừ, nướng gì đó nha chiên gì tổng sợ bước gì tổng mày nhắn mắt tay luôn rồi. Chúng đừng có chở bạc thì mình làm khô. Bắt đầu làm khô chúng chuẩn bị là ăn bạc ti ha. Ủa? Nhậu khô. Ăn đồ nấu hay là ăn nấu cơm với Nguyễn? Nấu cơm không? Làm gì có ai ăn đồ nấu chị? Vậy nhậu hả? Nhậu, nhậu. Cái khổ quá chừng nấu cơm chí. Lạc xưởng nữa kìa, anh hôm bữa còn lạc xưởng 300 ngàn kìa, đem ra chiên luôn đi. Cho nhậu. Chiên cái này chiên kia luôn đi, giỡn chứ anh em ăn uống rồi thoải mái chung nhóm không à. Bữa cũng mua rồi để chúng cho anh em ăn nè, hai thùng bia cũng để ra đây nè cho anh em nhậu nè, bia cũng còn cái đống nè. Không có người nhậu. Đấy, chúng mình...